năm vùng đất trong truyền thuyết có thể thực sự tồn tại. Câu chuyện về lục địa Atlantis là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất và lâu đời nhất về thành phố bị lãng quên. Thành phố này được cho rằng nó đã bị biển cả nuốt chửng và biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, đó không phải là câu chuyện duy nhất. Các nền văn hóa khác cũng có những truyền thuyết tương tự về các vùng đất, thành phố hay vương quốc bị biến mất một cách bí ẩn. Và trong số đó có những vùng đất được cho là có thể thật sự tồn tại. Suối nguồn tuổi trẻ. Suối nguồn tuổi trẻ là một mạch nước mà người ta tin rằng có khả năng cải lão hoàn đồng cho bất cứ ai uống nước từ đó hoặc ngâm mình hay tắm ở đó. Các truyền thuyết về dòng suối này xuất hiện trên khắp thế giới trong hàng ngàn năm qua, từ các bản viết của Herodotus, các huyền thoại về Alexandros đại đế đến các chuyện kể về Restorion. Những truyền thuyết tương tự cũng có trong nền văn hóa của các dân tộc bản địa vùng Caribe trong thời đại khám phá, kể về sức mạnh hồi sinh của nguồn nước ở vùng đất huyền thoại Bay Mini. Truyền thuyết về dòng suối thần kỳ đặc biệt nổi tiếng vào thế kỷ 16 khi gắn liền với tên tuổi nhà thám hiểm người Tây Ban Nha là John Paul de Leon, được cho là đã đặt chân tới đó. Trong lúc tìm kiếm suối nguồn tuổi trẻ, nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã phát hiện ra Florida vào năm 1513. Hiện suối nguồn tuổi trẻ được cho là có mối liên hệ với một hòn đảo ở Bahamas và đang nằm ẩn giấu ở một nơi nào đó trong vịnh Honduras. Agati. Theo truyền thuyết lạc ma Tây Tạng, dưới lòng mặt đất có một mạng lưới đường hầm kết nối bốn góc của trái đất có tên là Agati. Những người dân tại Agati sống trong một môi trường rất hòa bình, không có mâu thuẫn, bất hòa hay chiến tranh xảy ra tại đây. Có hai vị nổi tiếng người Hy Lạp đã đề cập đến những câu chuyện có liên quan đến thế giới dưới lòng đất. Triết gia Plato từng nói đến sự việc dưới lòng đất tồn tại những đường hầm rộng và hẹp, có một người ngồi ngay vị trí trung tâm của trái đất gánh vác trách nhiệm quản lý nơi đó. Còn nhà văn Pliny thì từng đề cập đến câu chuyện sau khi Atlantis bị xóa sổ, những người dân nơi đó đã tìm đường chạy trốn dưới lòng đất, thành lập ra một thế giới riêng. Những giả thuyết được thiêu dệt xoay quanh thế giới Agati đã trở thành một câu chuyện thần thoại lưu truyền từ đời này qua đời khác mà mãi chẳng có lời giải đáp. Thành phố vàng El Dorado. El Dorado là một thành phố huyền thoại nằm ở vùng hoang dã ở Nam Mỹ. Nó được cho là nằm lẩn khuất sâu trong rừng già Amazon, được bảo vệ cực kỳ cẩn mật, rất khó tìm đường vào, và một khi vào thì sẽ không thể trở ra. El Dorado là một vương quốc giàu có, hùng mạnh của nền văn minh Inca cổ xưa. Tại thủ đô Manor của đế chế này, các công trình kiến trúc vô cùng lộng lẫy. Tất cả đều được dát vàng ròng từ cung điện, cầu đá, tượng thần mặt trời Inti đến nhà dân bình thường. Thành phố giàu có đến nỗi buổi tối trước khi ngủ, vua chỉ vì dát vàng lên người, sáng hôm sau thì rửa sạch. Vàng thậm chí còn bị coi là kim loại bình thường, người ta sử dụng chỉ với mục đích thờ thần linh, bởi ánh sáng của nó được người Inca coi là mồ hôi của mặt trời. Nhà thám hiểm người Anh Percy Harrison Fawcett được cho là đã tìm thấy thành phố này vào năm 1925, nhưng ông đã giữ bí mật theo cách của mình để tránh những nhà thám hiểm khác vượt qua. Tuy nhiên, ông đã biến mất một cách bí ẩn trong rừng Amazon vào năm 1925. Shambhala. Tương truyền rằng, tại vùng cao nguyên Tây Tạng linh thiêng có một vương quốc bị chôn vùi dưới những lớp tuyết trên dãy Himalaya. Vương quốc thần bí này được đặt tên là Shambhala. Shambhala được nhắc đến nhiều trong các văn bản tiếng Phạn hoặc trong các bản viết tài của tôn giáo cổ Tây Tạng. Theo miêu tả, Shambhala có nhiều điểm tương đồng với cõi Niết Bàn được đề cập trong Phật giáo. Giáo lý của mật tông Tây Tạng cho rằng chỉ có những người có tâm hồn thanh cao, trong sạch mới nhìn thấy được vương quốc này. Vào thế kỷ 20, một số đoàn thám hiểm đã bắt đầu những cuộc hành trình tại nhiều khu vực nhằm tìm ra vết tích của Shambhala, nhưng đều thất bại. Một số quan điểm xác định rằng vùng đất Shangri-La thuộc Trung Quốc chính là Shambhala xưa kia. Thế nhưng, đây là luận điểm không có cơ sở chắc chắn để thuyết phục được các nhà thám hiểm. Cho đến nay, vương quốc linh thiêng này vẫn là một ẩn số và thôi thúc sự tìm kiếm của các nhà khoa học. Thành phố của thần khỉ. Theo truyền thuyết, thành phố của thần khỉ nằm ở Trung Mỹ. Thành phố này được đồn thổi là rất giàu có, chứa đầy vàng bạc. Chính vì vậy, đây là một nền văn minh bí ẩn mà con người chưa biết đến. Trong số những cuộc thám hiểm truy tìm tung tích thành phố của thần khỉ, nhà thám hiểm người Mỹ Theodore Small là người đầu tiên tuyên bố tìm ra thành phố bí ẩn trên vào năm 1939. Theo lời kể của ông Small, thành phố của thần khỉ nằm ở vùng rừng mưa nhiệt đới Mosquitia. Khu vực có diện tích hơn 82.000 km2, hoang vu và khắc nghiệt ở Honduras và Nicaragua. Trong chuyến hành trình của mình, ông Mo đã gặp người Anh điên bản xứ và họ đã tiết lộ với ông những điều bất ngờ.
Giống như nền văn minh Maya, tộc người bí ẩn thờ phụng một vị thần khỉ kỳ lạ, họ đã tổ chức những buổi hiến tế rùng rợn để dâng lên vị thần khỉ tối cao. Sau đó, người dân ăn thịt nạn nhân bị đem đi hiến tế theo một nghi lễ của tập tục ăn thịt đồng loại. Tuy nhiên, ông Mo đã chết một cách bí ẩn vào năm 1954, mang theo xuống mồ bí mật về vị trí của thành phố. Các bạn vừa xem xong video 5 vùng đất trong truyền thuyết có thể thật sự tồn tại. Và các bạn có tin rằng 5 vùng đất trên là có thật không? Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.